chào toàn thể chị em ơi, ha chào mừng anh chị em mình trở lại với kênh trải nghiệm mình lóc của em ha thì hôm nay em lại tiếp tục lên clip nói về mai vàng thì hôm nay cũng đã rơi vô là ngày mùng 10 tháng giêng rồi ha thì sau khi em xả tàn nay là nói chung xả hết vàng cây của em á thì hôm nay nó cũng đã rơi vô là khoảng là um, được 3 ngày tới 4 ngày ha. Thì sau khi xả tàn xong thì cơ bản là em cũng đã tưới ẩm nước để cho cây nó phục hồi và cây nào có sụp phân, lúng phân thì em cũng đã bổ sung ha. Thì mình để cho khoảng 3 ngày 4 ngày cho nó ráo bọng thì chúng ta sẽ tiến hành tưới kích rễ lại cho cây hoặc là tưới dưỡng thì tùy thôi ha. Chúng ta tưới cái gì cũng được miễn là kích rễ hoặc là dưỡng rễ. Riêng em đầu năm em sẽ cho cây của em ăn một cữ tonic À, thì anh chị cũng lưu ý cho em tại vì em ở đây em không có chỗ để mà đưa cây vào mát thì em buộc phải để cây ở ngoài nắng như thế này luôn ha thì những cây mà chúng ta để ngoài nắng thì anh chị phải lưu ý kiếm miếng vải hoặc là chỉ sơ dừa anh chị quấn cái phần củ đế này lại chứ không là nó sẽ rất là dễ bị cháy à, rất là dễ cháy nó sẽ làm cháy ái đi cái phần lưng và có khả năng nó sẽ tuột da thì chúng ta bảo vệ cây giúp cho cây chúng ta nó không có bị cháy những cái phần này ha và đồng thời trong thời điểm này khi mà chúng ta đã xuống tàn thì cây chúng ta anh chị cây nào mà bị có bị nấm bị mà rong riêu đó thì sẵn anh chị vệ sinh luôn anh chị có thể dùng nhiều biện pháp khác nhau ha có nếu nhà có điều kiện anh chị có sẵn máy rửa xe thì anh chị xịt bằng máy rửa xe còn không thì anh chị kiếm một cái bàn chải đánh răng sạch đó. anh chị chà vỏ cây xong rồi đó người ta rửa lại bằng nước lạnh thôi ha. thì nó cũng có gì còn các loại nấm đồng tiền hoặc là nấm đen đặc biệt là cây mai vàng bị nấm đen ha nấm đen là những cái nấm đốm đen và những cái nấm đó rất là khó trị thì trong năm rồi em cũng có lên rất là nhiều clip để nói về cái vấn đề bảo vệ cây khỏi cái nấm đen rồi thì bây giờ em chỉ nhắc sơ lại cho anh chị Ha. Thì điển hình đây, cây này của em năm rồi lúc em mới mua phôi về là bị anh chị thấy này. nguyên cái vết này là cái vết nấm đen nè. Mà em xử lý này nó bong chóc hết anh chị thấy ha. Này, nó đã trở về cái màu da tự, tự, nhiên của nó rồi ha. Thì anh chị cứ dùng nọt siêu ha nọt siêu anh chị cứ pha anh chị múc một muỗng cà phê nọt siêu anh chị pha cho khoảng độ 30 hoặc 50 ml gì đó. là được rồi là anh chị cứ dùng cọ quét hết lên thân cây thì nọt siêu nó sẽ cô lập lại nấm và nó dễ diệt nấm từ từ và nó chết thì anh chị cứ để đó đừng khỏi rảnh thì anh chị cứ có thể lấy dao để cạo ra giống như em đây em đâu có cạo đâu em để tự nó anh chị thấy ha tự cái da nó phục hồi là được nó sẽ đẩy cái tế bào chết ra và nó sẽ trở lại trạng thái bình thường đó chứ cũng không cần phải làm gì thì cây phôi này cũng vậy đây, anh chị thấy nè đợt em mua về nó cũng có nấm đen này, và em xử lý nay nó cũng hết vậy ha đó thì anh chị cứ làm những việc đó để giúp cho cây của mình nó phục hồi ha à, quên em còn nhắc anh chị một cái khoản này nữa đối với những cây mà anh chị mới ghép hôm độ tháng 9 hoặc tháng 10 năm rồi ha thì đến thời điểm này không xả tàn anh chị ha đây em còn cây nữa. em sẽ không xả tàn những cái này tại vì sao những cái này em có ý định chơi vào năm 2 tết 2025 và em nuôi cho 2024 thì cây này em ghép vào giai đoạn tháng 10 năm rồi thì tới bây giờ em vẫn không xả cây này em sẽ để vô khoảng vào đầu tháng 3 đầu tháng 3 lịch hoặc là cuối tháng 2 mình lịch thì em mới xả ha tại để, để em ăn gian cho nó thành một mùa lỡ ha. thì mình sẽ nuôi tiếp tục nuôi cho cái chột này cho những cái cốt này nó to lên nữa ha mình chỉ thấy cây này em mới ghép nay tính ra được có khoảng hai tháng mấy thôi mà cốt nó cũng khá là khá là lớn rồi thì đâm ra là em tính em nuôi như vậy thì em nuôi cho tới cuối tháng 2 hoặc đầu ba em sẽ đôn mình đôn lại để mình nuôi dắt tiếp ha. tại vì giống này giống siêu bông sài gòn thì nói chung là nó cũng khá dễ làm làm nút nụ đâm ra mình không có lo thì anh chị nào có đang có cây như em có thể áp dụng thử ha chúng ta khoan hãy khoan hãy đôn những cây mai mà mùa lỡ để nó nuôi cốt đi tại giai đoạn này trời nắng rất là tốt À, miễn sao chúng ta bấm đôn trước tháng tư là được tại vì sau khi tháng tư nó sẽ có khả năng nó sẽ mưa sớm đi ví dụ như nó mưa sớm thì thì cây chúng ta nó bấm đôn thì nó dễ bị thối rễ nhưng mà chúng ta bấm vào cuối tháng 2 cũng không đến nổi và thêm một phần là năm nay cái hạn Enino nó có thể kéo dài đến khoảng nửa năm 2024 này là hết tháng 6 nó mới hết hạn Enino ha thì năm nay trời thời tiết có rất là nắng nó có dự báo nó còn nắng gắt hơn năm rồi nữa thì chúng ta cũng không lo lắm còn anh chị nào cây mai mà xuống đô mà nếu mà cây mai trong năm rồi mà bị bông nhỏ nè rụng nút rụng nụ nè thì anh chị kiếm đồ che mát lại giùm em anh chị có thể đi ra mua à mua một hai mét lưới uh, lưới lan gì anh chị cắt ví dụ như cây như vậy đi anh chị cắt miếng lưới lan vừa anh chị thả lên trên thôi không cần làm gì hết như vậy là được rồi là nó nó lưới lan nó đã phát huy được cái tác dụng nó che hơi mát mát rồi ha thì giúp cho cây của chúng ta nó giảm thiểu ánh sáng và đồng thời vào những một ngày anh chị có thể sáng nha anh chị xịt cho nó mát đường thần vào xong hai ba tiếng sau rảnh thì mình xịt tiếp còn không là chưa mình xịt một ngày anh chị cứ có thời gian rảnh cứ tầm 2 tiếng 3 tiếng anh chị xịt còn anh chị nào đi làm thì thôi cũng coi như là phó cho trời thôi chứ giờ hậu đi làm công việc phải có kiếm được kế sinh nhai thì mới kiếm được thú vui chứ giờ kế sinh nhai mà mình không có thì thú vui cũng không còn đâu thì nói chung chúng ta cứ để nó như vậy anh chị chịu khó che mát cho cây là được rồi còn vấn đề bây giờ hôm nay em lên để em chia sẻ với anh chị thế này là sau khi chúng ta xả đôn được ba ngày thì khá nhiều anh chị nhắn tin cho em ở cái vấn đề về chất chồng mà năm rồi em lên tại vì năm rồi em lên là vào giai đoạn chẳng như là tháng 3 âm lịch em mới lên clip em mới làm clip ha. thì em cũng không có nói nhiều về vấn đề này lắm thì năm nay cái vấn đề chất trọng thì có nhiều anh chị ở Sài Gòn hay có hiện tượng là sử dụng đất sạch các dòng đất chi bát đó cái đất anh chị phải hiểu cái đất đó, nó là đất mùng hữu cơ nó được khoai mục từ rơm và phân bò này kia rồi nó ủ cho khoai À, nó gọi là đất phụ nữ cũng gọi là đất phì nhiều á à, nó nhiều chất dinh dưỡng quá đâm ra nó sẽ không thích hợp với mai vàng tại vì nó rất là dễ bị lèn ha. tại vì nó là một dạng mùng khoáng thì đâm ra nó rất là dễ bị ứ nước anh chị không nên xài nó cho mai vàng ha thì khá là nhiều anh chị hỏi em về vấn đề xài chất trồng đó thì em cũng đã từng chia sẻ trong năm ngoái khi mà sử dụng chất trồng mai vàng anh chị xài đơn giản thôi không cần cầu kỳ đâu thì bây giờ em đưa ra một cái công thức đơn giản nhất mà anh chị có, ai cũng có thể làm tại vì nó là ở đâu cũng có bán ha thì đặc biệt ở sài gòn thì anh chị đi bất cứ tiệm nào nó cũng sẽ có là à, cho cháu nè à, cắm dừa nè à, và cháu sống ha dường như là tiệm nào cũng sẽ có thì anh chị trộn giùm em cái tỷ lệ anh chị làm sao cứ lấy dùm cho em là 50 là sơ dừa ha, từ 50 cho tới 6 là sơ dừa còn 40 hoặc 50 phần còn lại anh chị dùng chấu sống và chấu đen ha, hai cái đó anh chị trộn lại cũng được ví dụ như anh chị xác định là 50 là sơ dừa em em lấy cái công thức cho nó hơi hơi đậm một xíu đi em cho 60 phần sơ dừa luôn là giữ ẩm cho tốt một chút tại năm nay nó nắng quá À, tại vì tùy năm năm nào mình xem dự báo mà nó nắng quá, có thể chúng ta thay đổi nhẹ ở cái phần đó để mình tăng cái độ ẩm lên ví dụ như anh chị xài 60 phần trăm sẽ vừa còn 20 phần trăm còn lại à, còn 40% phần trăm còn lại anh chị sẽ chia, đôi ra là 20 và 20 anh chị lấy 20 phần trăm cho sống 20 phần trăm cho đen ha à, rồi anh chị trộn vô nhau anh chị trồng được rồi tại vì cái vỏ đầu phẩm á, có nhiều nơi người ta sẽ không bán và hoặc là anh chị mua vỏ đầu phẩm mua chúng cái vỏ đầu phẩm tươi chưa khoai và có thể khả năng người ta chưa ủ khoai thì nó còn nguyên hạt á. anh chị chậm nó dễ bị động nước nó dễ thối ha thì năm ra năm nay em sẽ loại cái 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 vỏ đậu phộng ra cho anh chị tại vì một số anh chị không hiểu được cứ theo em trồng cái vỏ đậu phộng thì nó không không nó bị đỡ, động nước này kia thì cây của anh chị nó không tốt cũng không hay thì bây giờ anh chị cứ xài dùm cho em là 60% sơ dừa 20% chấu sống 20% chấu đen như vậy là được rồi anh chị không trộn bất cứ cái gì nữa ha tại vì khi cây mai của chúng ta hai trồng nói chung cái giá thể nó chỉ là nơi để cho rễ nó bám còn cây mai nó ăn là do chúng ta chủ động chúng ta tưới phân bón này kia ha rồi anh chị cứ chậm trộn gì anh chị thay chậu cho cây nhưng anh chị phải xác định ha cây phải thật sự là khi nào nó hết nó hết chất ăn thì chúng ta mới thay chứ không phải là anh chị cứ thấy xem trên youtube thấy có nhiều người đu theo cái giống như em trong cái mùa này á là cái trend của trên youtube mà ở cái mảng làm mai này là cắt đôn thay chất trọng ha chứ anh chị thấy người ta nói thay chất trồng anh chị cũng lôi đầu lên thay anh chị càng thay cây anh chị càng chết Tại sao một khi chúng ta hãy trồng nó thể được sống được tới 3 năm, 5, 5 năm lần Khi nào cây mà nó ăn, nó ăn gọi là nó ăn không còn gì thì chúng ta hãy thay tại vì cây mai mình chị đụng tới rễ nó nhiều quá nó dễ chết lắm nó hay chết nhát cái vụ mà đụng tới rễ lắm ha anh chị cũng hạn chế thay giùm em tốt nhất sau khi đôn tàn xong hôm nọ em có nói ở cái clip thứ hai là anh chị đi nhắn coi cây chúng ta sụp chất trồng ở đâu bổ sung ở đó nhưng mà anh chị phải biết cây mà anh chị trồng mà để bị sụp chất trồng mà những cây đó là bộ rễ trong năm rồi nó không phát triển thì anh chị phải tập trung kích rễ lại vào năm nay ha anh chị phải để ý nếu như anh chị có vài cây anh chị sẽ thấy cây nào sung Thường nó sẽ không có bị sụp chất trọng đâu Còn những cây mà nó yếu nó mới sụp Tại vì khi đó rễ nó không ăn được Năm ra là nó mới dư thừa chất Ví dụ như anh chị bón phân nó không ăn Nó mới làm chua đất, nó khoai mục Và nó làm sụp chất trọng Còn những cây mà bộ rễ nó mạnh Ăn hết bầu thì không bao giờ nó sụp chất trọng được anh chị lưu ý giùm em rồi ha thì em nói như vậy còn vụ dụ như sau này mai mốt em nhớ thêm gì em nói tiếp thì hôm nay cái clip này nó cũng dài rồi thì bây giờ em nói về cái chủ đề hôm nay thì hôm nay là ngày thứ ba thứ tư sau khi chúng ta xả tàng kiểm tra chất chồng hay là thay chất chồng gì đó xong hết rồi mà chúng ta đã tưới cho nó cử cữ nước để cho nó ổn định chất trồng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tưới thì theo em thường năm em vẫn cứ sử dụng một cữ Atonic ở đầu năm. Em kích thích bộ rễ lại cho cây mai để cho cây mai nó phát triển và nó đi đọt ha thì ở đây hôm nay em sẽ tưới một Tactigo ha. Anh chị sẽ pha chung với là Atonic. Tactigo thì anh chị sẽ đi dùng cho em liều là một ml trên một lít nước ha còn atonic thì dường như ai cũng biết rồi thì atonic này chúng ta sẽ đi liều là một mil cho hai lít nước theo liều của nhà sản xuất ha thì anh chị cứ pha như vậy một gói này đó là 10 10 mil 10 ml thì anh chị sẽ pha cho một thùng một thùng B 20 lít anh chị cứ lấy một cái thùng anh chị đông còn không anh chị sẽ đo bằng 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 xi lanh uh, ha chúng ta sẽ đo cc xe xe. thì tùy anh chị có một cây hai cây ba cây gì thì anh chị sẽ cân theo liều và em nhắc lại luôn ví dụ như chậu 40 này thì anh chị sẽ tưới rơi vào khoảng là một lít rưỡi ha. khoảng một lít rưỡi thì anh chị cứ pha theo liều em đã đưa liều ra rồi ha một miêu cho hai lít nước một miêu cho một lít nước anh chị cứ trộn chung và anh chị đặc biệt cái thằng này nó là thằng tuyến trùng nó thẩm thấu ha anh chị sử dụng anh chị cẩn thận giùm em nói chung là chúng ta sẽ biện pháp an toàn cao tí đeo bao tay này kia vô giùm em tại cái thằng này nó hơi hơi độc hại ha anh chị thấy nè để nè nó tem vàng nè anh chị thấy nè cái tem với màu vàng nè là cái độc độc hại nó hơi nó gọi là độc hại hơi cao với con người ha anh chị sẽ đấy đó, những cái tem xanh này nè nó là tem sinh học nó là tem tốt nói chung là nó ít độc thứ hai là vàng vàng là tương đối độc màu đỏ là rất độc ha. mà tốt nhất chúng ta ở sài gòn hoặc là ở gần nhà mà chúng ta sử dụng anh chị hạn chế xài các loại tem vàng tem đỏ giùm em nhưng mà mình gọi là bất khả thi thì mình có loại này mình phải xài loại này chứ không có thường là tuyến trùng không có cái nào mà tem xanh hết Ha, nó chỉ là tem vàng và tem đỏ thôi còn các loại phân bón thì chúng ta hoặc là thuốc sâu bình thường chúng ta có thể có thêm xanh này giống như uh, xịt uh, bò trĩ thì chúng ta có con phin đo rồi một số loại nó tem xanh chúng ta cứ có sự lựa chọn ha. nhưng mà cái thằng tiếng trùng này thì nó sẽ không có sự lựa chọn nên anh chị để ý giùm em ha. thì anh chị nhớ giùm em cái liều ha cái này một miêu một lít cái này hai một miêu hai lít trộn chung tưới Ha. Anh chị cứ tưới chậu 40 anh chị tưới cho em lít rưỡi Tưới đều cho nó thấm hết cho chồng Tại vì sao Em phải tưới nhiều Có nhiều người người ta sẽ đưa ra một cái liều cho anh chị Là chậu 40 anh chị chỉ tưới khoảng tầm 500, 600ml Hoặc 700ml cho tới một lít thôi Nhưng mà em là em sẽ tưới tới một lít rưỡi Tại vì sao Tại vì khi anh chị tưới tuyến trùng Là anh chị cần phải tưới đẫm Để chi Cái thuốc tuyến trùng nó lan lõi vào trong chất chồng Để nó diệt hết các ấu trùng của tuyến trùng và đồng thời nó có thể thấm vào trong từng tế bào rễ để mà nó diệt các loại vi sinh có hại ha đặc biệt là các loại các loại tiến trùng vi sinh nó làm cho phù nu đầu rễ để giúp cho bộ rễ chúng ta tái tạo đi lại rễ mới ha, thì anh chị lưu ý giùm em chứ còn nếu mà tưới được em cũng đã tưới ít rồi chứ em cũng chẳng muốn tưới nhiều tưới nhiều tốn tiền lắm anh chị ha đâu quá rẻ đâu một chai vậy 6 bảy chục ngàn Lần tưới không mấy chục miêu rồi. Anh chị thấy mấy chục ngàn. Hàng này cũng gói cũng mười ngàn rồi. Thì lần tưới cũng tốn tiền lắm chứ. Mình giảm được gì nhảm. Nhưng mà thật chất có những thứ mình sẽ không thể nào giảm được. Thì chúng ta phải chịu. Đồng thời anh chị ở dưới thành chị tưới này. Ở trên á. Ví dụ như chưa có lá gì. Vậy, cứ bảy ngày anh chị xịt dùm cho em một cử. Rốt hai Xịt lên trên thân lá rốt ra Và cứ mùa này thì nước chúng sau khi tưới cửa này xong anh chị đừng suy nghĩ gì khoảng 15 ngày sau anh chị không tưới thêm bất cứ cái loại phân bón gì nữa nha từ nay cho tới tháng tư âm lịch là anh chị không bón bất kỳ phân gì dùm cho em à, nếu anh chị tin tưởng chúng ta sẽ đi những loại phân ấy và có một năm nay thì em cũng như em hứa em sẽ thử nghiệm một loại hơn HVB là dành riêng cho một cây đó thì em sẽ không sử dụng các loại dưỡng rễ N3M Wanuro rất hay em chỉ sử dụng một cửa Atonic đầu năm này tại vì hôm nọ em quên á chứ nếu em nhớ là em sẽ không sử dụng à, em sẽ không sử dụng Atonic cho cây cây đó thì anh chị nhớ tưới giùm em cái này sau đó xong thì dừng hẳn luôn khoảng 15 ngày sau đến ngày cây bút tược lại chúng ta mới bắt đầu cho cây ăn dưỡng ha tới một cử nữa tại vì trong thời gian cây nó không có lá như vậy thì nó không ăn gì đâu anh chị ha nó chưa có hoạt động gì đâu thì anh chị chờ cho cây nó có lá đi khoảng 15 ngày sau nó tược đi lúc đó chúng ta mới tính tới cho ăn gì nhưng mà anh chị cứ canh khoảng 3 ngày 4 ngày anh chị tưới mát cây ra có cây đo độ ẩm thì đo độ ẩm giùm em rồi thì hôm nay em chỉ nhắc nhở anh chị như vậy anh chị xem video này thấy video không hết vui lòng cho em xin một like một chia sẻ đăng ký kênh đồng thời bật luôn cái chuông để nhận những thông báo video mới nhất bên em. rồi em cảm ơn chào anh chị chúc anh chị chăm cây thật là vui vẻ